Xin mời cả lớp cùng đọc bài Thỉnh Chư Thiên. Sakye kame charupe jiji chandalikhe vimane dipe rajagame jane atam hikhette phumma chayang tu deva chalatala vi sa yak ka gam tham bana ga itam ta san tikhe muni vara vachana sa tuo me sunan tu dhamma savana kalo ayam phadanta dhamma savana kalo ayam phadanta dhamma savana kalo ayam phadanta Uttaratana Panama Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tatsa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ti sarane na Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyam bhithang saranang gacchami Dutiyam bhithammang saranang gacchami Dutiyam bhisanghang saranang gacchami Tatiyam bi buddhang saranang gacchami Tatiyam bi dhammang saranang gacchami Tatiyam bi sanghang saranang gacchami Pañcasīlāni Pāṇātipātā Veramani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi Adinnādāna Vệ ra ma ni si ca pa đăng sam ma di ya ni ca me su mi cha cha la Vệ ra ma ni si ca pa đăng sam ma di ya ni mu sa wa da Vệ ra ma ni si ca pa đăng sam ma di ya ni su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na Vệ ra ma ni sikkha padang samadhiyami. Dhamma dasana ya janagata Atma chaloka vipati sambati katanchali antivaram adya chattha Santita Sattapara Chakkhatyatika Yesetu Dhammang Anukampimang Pachang Sathammakaring Vinayam Chakayang Sutan Chabandhang Abhidhamma Chammang Akotayanto Chatusak Chadandang Pabodhanaye Parisayamache Ewang Sambhati Brahma Phavavantang Ayachattha Tunhi Phavve Thambuddho Karunyena Thiva Sayatana Uthaya Padena Nigadayang Tato Gat Pancha Vakya Dayo Ayye Amang Bhaye Sithammato Tato Bhakkhu Ti Sambhutho Anuna Amma Desana Makkha Vasani Desi Sattarang Akha Chittarang Tena Sadhu Ayyo Pante Desi Tu Amma Desana Sapaina Visaya Anukampikata Vre Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya.
Tập thể học viên lớp Phi Diệu Pháp xin trang nghiêm thân khẩu ý, thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng, thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp Phi Diệu Pháp, sửa soạn giảng giáo pháp, sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thành tựu viên mãn cho hội hoạt động. Bằng từ chức lớp học xin cảm ơn sự có không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thiền hữu trong rực để duy trì lớp học. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vừa thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, là tiết học thứ 111 của lớp Phi Diệu Pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy Quang Hỷ lên lớp. Xin chúc cho tất cả học viên có một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3. Nghe rõ không? Ok. Rồi, hôm nay lớp học mình cũng tính ha. Hôm nay mình đi học tới quý môn đúng không quý vị? Là quý môn đặc biệt ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang atiwademi svakato bhagavata sammo sammang namassami sipatibanno bhagavato savakasangho sanghang namami Sama sambutamatulang sasatthammakanuttamang apivadipasissang apithammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác của ông giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi, hôm nay chương trình muốn bắt đầu chương trình ha, đọc ba ly trước ha, đọc ba ly xong rồi chúng ta vào bài học. Rồi, bài thì boss bài, mời tất cả quý vị nha. Các bạn xin đọc bài. Mano doare quy thế chích tấp bao quát tí nay vô tiến tình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano doare bá ná giá đi quý phù tam mà làm bá năng a ba thằng a gát cha tí ta tô bá răng phá hoàng giá cha la ná ma nô đò ra quát cha ná cha qua nà qua xà này ta đà làm ma ná bà cà ní phá quát tàn tí ta tô ba rằng phá hoàng gia bà tô áo quý phù tề ba ná làm ba này cha qua nà qua xà nề ở hoàng giá bà tá tô qua hồ tí thấy ta đà làm bên nước và trong ý vào bằng đường lối này tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quanh giá dao động ý môn hướng tâm và cha quan á chấm dứt sau đó chìm biến vào phá quanh giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự
sự chìm biến vào khóa quan giác sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vứt thí chích ta ní ti đi quá chích tức ba đa đa ý vứt tha rê náp ba nét thê cá chát ta ly sĩ pha quá dê á giá mát thá ba rít tá cha quá ná hòa rô ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến định tâm được giải thích ra, và 41 loại tâm ở đây, đây là phương cách diễn tiến của xin chào thầy, xin chào cả lớp. Ba phút xin đọc tiếp. Tiến trình tâm an chỉ. Appana thi tát thi na yo. Đoạn 1. Appana qua re. Pana vi phu ta vi phu re. Tha ta da lam ba nứt và đồ chát trong phương diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế an quả đăng ký là cảnh ta thá hi na nhà na sam ba dứt ta ra Chawana na Appana anh nhá ta ra mình bất kinh cầm mút bá cha cha ra nứt lộ nu lộ cấp cấp phù na mê ná cha tước khá khắc tâm tí khắc tâm mê quá và giác thà giác thắc giác thà ca mang chích tòa ni vứt thề ta đá nàng ta ra mê giác thà ra hàng chát tốt thằng bành cha mang giáp giáp thắt mang phát chí tòa như lúc thề tá đá nành tá mề quá giáp thà ra hàng chát tốt thằng bành cha mang và thị sát tí má há gắt lồ cút tá ra chá quá nề xú giáp thà thì à ra quá xề ná kính chí cha quá nằng áp na quỳ thí mồ ta ra tí ta tổ ba rằng áp na quá xà nề pha hoành ra bà tổ quá hồ tí. Trong hợp này bất luận nào trong tám cha quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như tập tâm chuẩn bị bá tâm má cận hành ú bá cha thuận thứ anu lô má và chuyển tánh gót các phục tức khắc sau những tập tâm này chấm dứt trong tập thứ tự hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá là trong 26 loại tâm cao thượng tâm thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Ba Phú đã đọc xong đoạn 1, xin mời vị kế tiếp. Kính chào thầy Kinh, kính chào tất cả các anh chị em trong học. Con xin đọc bài ạ. Manasasa ta cha năng appana
so sa sa ta wa wa pa ti kang khi tap ba upekha sahagata chawa nang ta rằng upekha sahagata wa tat tha ti kusala chawa nang ta rằng kusala chawa wa nan che wa hết khi mình cha sa la ta giá mắt về tí khi già cha quan nàng ta rằng khi già cha quan nàng arahat ta làm cha ấp về tí ở đây tức khắc theo so một cha quan với thọ hỷ một cha quan na ấp ta na sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát cha quan na đồng phát sanh với thọ xả một cha quan na ấp ta na với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu ná ấp ta na thiện sẽ nói tiếp theo sau một ná thiện. Trong trường hợp chứng ngộ, sa ma tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu ná hành sẽ có một cháu ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đáp sa su kha pu nhằm hà đoà đá sô kha ka pa la tắc rí giá tổ áp thác chá sầm phồn tí u tắc khà sao tâm thiện có ba nhân tí hê túc cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện cộng 28 thiện siêu thế sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với xã 12 một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ loại bốn thiền di tác cộng bốn thiền a la sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có sáu loại tâm một ngũ thiền sắc cộng ngũ sắc cộng thiền a la hán quả bú thức cha cha na cả buồn là tí hệ tu tổ tí hệ tu tổ là gần nằm ấp ta nà a ya met tha ma no đo và về tập phá quát tí na dồ đối với hạng phàm và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả na khởi có ba nhân thuộc dục giới vị không còn tham ái thuộc dục giới là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc. Dạ con minh thầy kinh. Dạ, cảm ơn Đông Kiều đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, xin nhìn cho vị kế tiếp. Dạ. Dạ, alo. Dạ, lễ bảo. Dạ, anh chị trả bài. Mano đoà rê quý thi chi ta ba qua tina yo tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quý phụ ta mà làm ba nàng à ba tham mà gách cha ti tổ ba răng pha hoàng ga cha la na mano đoà ra quách cha na cha qua na qua xa nê ta đà ram mana pa ka ni bát tần ti tô ba rằng pha hoàng ca pa tô a huy phụ tề ba na lâm ba nê wa na wa sa nê pha hoàng ca pa tô wa hồ ti na ti ta đà lâm ba núp ba đồ ti trong ý môn ý tượng nhập vào bằng đường lối này tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quang gá giao độc ý môn hướng tâm và trá quán á chấm dứt sau đó chỉ biến vào phá quang gá trong cái tượng tối có sự chỉ vào phá quang gá khi luồng trá quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng anh tà ni tì nề qua chi ri ta quýt thà rê na ba thề ca chát ta li sát phà qua dê
Ayame Thapayita Chawana Waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy đã được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quá ná phụ. Dạ hết. Dạ thầy, dạ cám đông triều đã bốt bài, dạ xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, dạ nguyên như con xin kinh thỉnh lễ đồng con sẽ đọc bài. Dạ con xin đọc bài ạ. Appana vi thi chit bhavati na yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana chawana wa ra quý phù, quý phù tát đồ thi tát tha ta đà lầm ba nút bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký. Na cảnh. Tát tha hí nhà na sam yut ta ca ma ca ra cha quá na năng tát thành năng anh nhà ta ra mình pari cầm mu pa cha ra nú lồ ma go tra phù na mê na cha túc tùng tích khắc tu mê quá hòa giá thắc à nàng úp bách chích tòa ni rút thề ta đã thành rằng ề quá giá thà ra hàng chá tút thằng bành chá măng chà chấp bì xá tí má hắc gá ta lồ cút ta ra chá quá nề su giá thà phí nì hà ra quá xề ná dằn kình chí chá quá nàng ấp ba na quỳ thí mồ ta ra tí ta tổ bá rằng áp ba na nề phá hoàng gá tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, trong tám chá quá ná thuộc dục liên hợp với tri kiến theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm bị ba rí cầm ma thuận cận hành Upachara thuận thứ, Anoma và chuyển tánh Gotrafu khác. Sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá nào trong 26 loại tâm cao thượng và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong. Kính tri ân em đồng triều boss bài. Dạ con kính tri ân thầy những vị kế. Dạ, con kính lễ thầy kinh, kính chào tất cả chị em trong đạo tràng, cũng xin được đọc. Tát tha sô ma na sa ha ga ta va na na rằng ấp ba pi sô ma na sa sa ha ga ta ta qua ba ti cần khít khi tát ba Ubekha sahagata chavana nan ta rằng Ubekha sahagata watatta vi kusala chavana nan ta rằng kusala chanan e wahet thi mệnh chavalatta yamap về đi kriya chavana nan ta rằng và cha ba nàng a ha ha tấp pha lành cha ấp bề tí ở đây tức khắc theo sau một cha ba ná với thủy một cha ba ná ấp ba nà
sát na định với thọ hỷ khởi phát, sau một chá vá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá vá ná hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá vá ná áp vá ná thiện sẽ nối tiếp theo sau một chá vá ná thiện, và trong trường hợp ngộ xá ma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá vá ná hành sẽ có một chá vá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đốt tiền sa đu kha buồn nhà hà đoà đa sô bé kha bà ra rằng su khi ta kri ya tô át thách cha sầm bồn tí u bé kha cà sao tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sát, 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sát, 4 thiền vô sát, 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 4 loại, 4 thiền duy tác sát, 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sát, 4 thiền vô sát, ngũ thiền a la hán quả. U thuyết chà na na sê khà nàng cà má buồn nhà tí hệ tu tô tí hệ tu má kri ya tô vi ta ra gàng áp pa nà a ya mê ta ta vi thi chí ta va tí na dù hạm nhân và hạng sê sê khá tâm quả áp pa nà phát thận có ba giới, nhưng đối với những người không còn tham là sao tâm hạ giới. Đây là phương cách diễn tiến phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Xin tất cả anh chị em trong đạo tràng đã giúp Mô Bụt Thầy, kính chào thầy, kính chào cả lớp. Nghe xin đọc bài. Mano do re vi thi chitta tappa tim khởi pha ý môn. Mano do re ba na ya đi quy phụ tam mà làm ba nàng a bà thằng a gát cha tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá cha la na ma nô đò ra quá cha na quá nà quá xà này ta đa rằm ma na ta đa rằm ma na bà cà ni ba quá tàn tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá bà tổ a quỳ phù tề ba nà làm ba nề cha qua nà qua xà nề pha hoàng gá bà tổ quá hồ tí na thí ta đà làm ba nấp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm đăng ký khởi phát khi chập pha gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấp, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt và không tạo điều kiện cho tam quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà ní tì nề quá chít tấp à sẽ quý thà ba nê thá cá chá tà lì xá quý phụ quý phà quá về a giá mề thá ba rí tá chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiếng tình tâm được dạy sẽ giải thích rằng
sao vào chi tiết có đây, đây là phương cách diễn tiến của Chavana phụ. Kính tri ân thầy kinh đã lắng nghe và xin nhường mic lại cho kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con những ạ, dạ con xin kính chào thầy kinh, dạ con xin kính chào lớp, xin phép đọc bài. Dạ con cảm ơn ai, con cảm ơn cô Nhung đã cho con biết. Appana vị thí appavattina yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana chawa và re appana vi phù ta vô ta về đồ na thi ta thà ta đà làm ba núp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đắc na cảnh. Tha hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra Chavana Athanang an nyataras min parikam mupacara nulo mago trafu na me na chatuk khatum tik khat me hawa yathak kamang upachitwa nirothe tadanan me vayatha rahang chatuhang panchamang wa chap pi sati mahakata lokuttara chavana Chawani sutha phi ni ha rasse na chi chawana áp na vì thi mô tarati tato parang áp na wasa ne pa to wa. Trong trường hợp này, bất luận nào trong tám chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, Parika, cận hành, Upachara, thuận thứ, Anuloma và chuyển Gotrapu. Tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm trường hợp, bất luận tâm Chavana nào trong 27 tâm cao thượng và siêu thế nào tiến trình thiền theo sự cố gắng thích ứng. Thưa con đã đọc xong ạ, dạ con đọc có sai, con nhật. Dạ cảm ơn. Con xin phép, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ con Đông Triều xin kính chào thầy kinh và kính lớp. Con xin đọc phần cuối. Tattha sonat sahagata chavana nang tarang appana piso manatsa sahagata patikan hitap ba opekha sahagata chavana nang opekha sahagata wa api kusala chavana nang tarang kusala chavana cha nan che wa hetiman cha pha lát ta yam pe ti kriya chavana nang kriya chavana arahata pha lan cha pe ti. Ở đây tức khắc hai một chavana
hơi thở đi một cho anh appana sang na định hơi thở hãy an phát cho một cái đồng phát sanh với thọ xã anh appana liên hợp với thọ xã áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, cho anh appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một cho anh thiện và nạp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thập pháp. Sau một cho Chavana sẽ có một Chavana hành và quả A-la-hán nói Bất tình sa su kha quần nam hà đò đa sô bác kha rằng su khi ta kri ya tô áp cha sam phồn tí bú bác kha. Sau tâm thiện có ba nhân tí hệ tu với tạo hủy 32 lợi tâm khởi phát gồm 4 thiện sát 18 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp ở xã 12 loại ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc và 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với tòa hỷ 8 loại gồm 4 thiện di tắc sắc và 4 thiện a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, ngũ a la hán quả. Phút thuốc cha nà na sét kha năng kha mát bùn nhà tí hề tu tổ tí hề tu kha bí giá tổ quý ta rà gà năng áp á nà ayamet ta ma nô rò rì quý chích tắp quá tí na dù. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn xê khác tâm quả á nà phát khởi sau tâm thiện không ba nhân thuộc thiên đối với những vị là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiếng tịnh tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con kính tri ân thầy. Dạ, con xin xuống mic. Kính mời thầy. Sao hết. Còn ai đọc nữa không? Alo. Việt Nam bên Mỹ đổi giờ nha, Việt Nam vẫn giữ cũ ha, có đúng vậy không? Việt Nam vẫn giữ giờ như cũ không? Ok, vậy cái lớp của Nguyên Kỳ Duyên phải tính lại sao nha. Vậy nếu mà vẫn giữ giờ cũ 9 giờ bên Mỹ thì bên Việt Nam tới 10 giờ khuya đó. Nguyên Như tính lại nha, sẵn Nguyên Như đây, họ nói luôn. Dạ thưa thầy tính ngược rồi thầy ơi. Lớp con giữ giờ như cũ, tức là bên Việt Nam là 8 giờ vô học chứ không phải 10 giờ nha thầy. là trước lớp là cũng giống như Bali chân tình là con là 6 giờ, là bây giờ Việt Nam vô 5 giờ, tức là lớp có 9 giờ là bên Việt Nam vô 8 giờ thưa thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. Ủa quên lộn sorry. Việt Nam ít hơn giờ. Việt Nam ít hơn giờ đúng rồi. Vậy không sao ha. Cứ tính lên giờ cái Việt Nam lên giờ luôn, khuya luôn. Rồi vậy ha. Vẫn y cứ y cũ. Tốt quá, vậy tốt quá. 8 giờ. Đúng rồi, 8 giờ. Tối ở 8 giờ sáng. Bên Việt mình à đúng rồi, 8 giờ sáng là cứ lộn. Ngoài Việt Nam Mỹ đổi cái làm lộn xộn. Cái lộn tối bên Việt Nam không à? Bây giờ là Việt Nam lộn Việt Nam lộn à, chưa gì hết là già rồi, chết rồi. Sáng đổi giờ cái lộn xộn giờ mới đồng hồ cho nó thấy tùm lum la nó đổi giờ bên đây nó đổi cái đồng hồ mình nhà khác, đồng hồ trên phone nó khác. Chạy vô cái lớp chờ mất công rối bù lắm. Mời ai đó anh đọc được rồi ha, Phúc hay là Tiều đó, anh Phúc chỉ cần đọc đi Tiều boss từ từ ha, đọc cái bài trình bày lại rồi. Rồi lỗi nhất bạn liên
Niết bàn liên thông, tâm niết bàn, cái tâm viên thông, mà không cái tâm khách nào thông, muốn quá thông, quá hiện cái thông lực trước khi viên tịch thì phải có kiện, tức là phải nhập thiền cơ. Thiền cơ xuất thiền với chú nguyện bằng cái phép làm rồi nhập lại đó. Khi xuất thiền cơ lần thứ hai thì lộ tâm thông, thì thông chỉ có một là thông tự tử viên tịch, có hai loại. Thứ nhất là học kiếp tử, thì học kiếp kiếp và chuẩn bị tận hành bỏ bực học tử nhất bàn, và có chuẩn bị người lại chuẩn bị thứ hai tâm tử nhất bàn không tử học viết dòng kháng ý chuẩn bị thuận thông tử như vậy. Đối với thì sát na thì có sát na tính từ ý thứ tâm một khác hai di tác dục giới thọ xã cộng một tâm thông thì chẳng có chẳng kháng ý và chẳng động lực. Cận động lực đó là mới thành thượng thứ bỏ bực tâm thông, có một tháng thì cõi thì có 22 cõi, tức là 7 cõi vui với 15 tức là bao đi bốn khổ bốn vô sắc. Vậy thì tổng bốn cái có bốn lần thông thứ cách thứ nhất là thông hạnh hậu tiết diện tịch, rồi thông hạnh diện tịch tức là hai đường lối như vậy nhân với hai người lợi căn. Tiếp theo là tư, tức là đoạn tâm lộ viên tịch chí mạng. Thì trong cái phần này thì có cái thuật ngữ chúng ta phải lắm phải dưỡng ngũ quẩn, có hai cái, tức là một cái đầu luân hồi chỉ cho tâm sở mạng quyền, sắc mạng quyền, vì chúng là cái đầu của khổ luân hồi. Cái đầu thứ hai là đầu của phiền não, khí lê xá si si, chỉ cho tâm sở si, chỉ cho cái đầu của tất cả não. Thì khi tâm sở mạng quyền cùng sắc mạng quyền trọn vẹn gì, thì chúng sanh ấy vẫn thành dung hẳn, tức là vẫn còn chuyển biến từ thân thể ngũ quẩn này sang một cái thân thể ngũ quẩn khác. Chỉ khi nào hai loại mạng quyền này dứt tuyệt thì khi ấy chúng sanh ấy mới thật sự gọi là chết. Thì cái người đắc đạo chí mạng phải căn tệ nhanh lẹ và dài dặn, là người biết tranh thủ của đời sống để chuyển tay thế
gian và tứ niệm xứ hay là quán minh. Để nghĩa là ngay cái giây phút cận về cái chết ấy chứng đạt quả lớn cho hai đầu luân hồi để tan cái tâm loại xứ niệm. Độ một có hộ tử. Giờ lộ đắc tứ quả tiếp rúng động dứt dật cận hành, tức là không chuẩn bị cận hành thượng thứ tiến bậc vũ cận một sắc tứ đạt. Một sức năng đạo, ba sức năng tứ quả. Đây lộ bản tháng đạo quả quán sát sát lại không tiếp kháng ý bảy đạo tổng lực và 5000 lộ tiếp động giúp vào năm động lực một tiếp một tiếp tử rồi thứ hai cũng giống như trên nhưng không có học tiếp là năm động lực cộng tử còn tiếp tử. Vì sát na có 6 ở đắc độ tột mạng và 8 phần tử có 6 vì sát ở đắc độ tột mạng năm thứ một kháng ý cộng với 4 đại hạnh có trí là kháng ý lực người mình thì người tứ quả về cõi 7 cõi thì chỉ có ở 7 cõi duy nhất giới ở 7 cõi vui thì sẽ ở là đất thì có những cái chết đau ở cõi ở đó có những cái chết đau đớn còn ở cõi trời thì không có cái chết năm điểm ba sáu giấy triển khai quán minh đắc lộ viên tịch tụ tổng số có 22 lộ có hai trường hợp một là quán xét đạo quả nếu độ theo hai môn thức rồi duyên tịch tổng lực hậu kiếp b quán xét phiền não đã sát trừ rồi duyên tịch quy lộ lấy những sự phiền đã sát trừ nhờ với hai là 20 có 10 tâm lộ duyên tịch đặc biệt. Xin hết. Ê, xa lắm. Bạn rất là tuyệt vời rồi nha. Nghe lại cũng thấy rất hấp dẫn, hay quá. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo lộ ý môn đặc biệt số 2. Hai lộ ý môn đặc biệt.
Có 10. Có 10. Boss này là theo gì? Rồi. Câu trình đắc thiền ha. Rồi. Anh chỉ nhập thiền quả. Quả nhập nhập niết bàn. Những cái nhìn kỳ này là anh chỉ tới đó thì ôn lại thôi. Liên thiền, liên thông. Rồi bây giờ số 1 mình học học trước là nó quỷ chờ chờ chữ quỷ thí là lộ đắc thiền ha chính thì mình lấy cái chữ a đi xuống a đi hai chấm tới lên đó. Tức là tâm lần đầu tiên là tâm lộ lần đầu tiên là đây cho mình biết là cái đắc thiền thì nó là một chứng đắc thiền cảnh đi vào cái sự đắc thiền lần đầu tiên ha, cái đó thì được gọi là lộ đắc thiền. Rồi xuống dòng lộ tâm hai chấm tâm hậu kiếp chữ hát hậu kiếp vừa hậu kiếp rung động r dòng chữ d hồng mô ca quay cái mô ở đây ha, bắt đầu đi vô này chuẩn bị c b chuẩn bị thứ tt bỏ bực bb bỏ bực bb thiền thiền đọc tiếp copy này lại thử lần nữa là được không nha. Thì trước không cho nhà thử cái nhà này. Ồ, không cho luôn, đi được cái. Copy từ cái đi. Cái cho kỳ cái máy bị gì không hiểu nổi ta. Theo cái gì một cái gì lên đúng rồi hai bóng vì hai cái gôn trò quăng đi ổn quá quăng đi là tiêu. Tiếng Bali
là đúng rồi đó. Triều bắt bộ gom là chung xuống nha, nguyên nhóm chuẩn bị là cái chữ Bali là Upacara thuận thứ, Anulo má bực hay là chuyển tánh, hai cái từ đó bỏ bớt từ tánh tánh thiền ngày qua chuyển tánh là bỏ bực, hoặc là một cái là bỏ bực là thiền go trắc phu thiền. Rồi bây giờ đại diễn tiến một khi một đắc thiền ha, là trước tiên chúng ta phải biết nó thuộc về lỗ ý môn, tức là khi đắc thiền là phải lỗ ý chứ không phải lỗ ngủ, phải ghi nhận trước hậu kiếp rung động khang ít dòng kháng ý môn vô lỗ ý động lực chuẩn bị bỏ bực thiền ha. Vì mà có chuẩn bị thì thuộc về người người gì quý vị, vị thì thuộc người gì, chuẩn bị là độn căn đúng không? Vì nếu mà lợi căn thì bỏ cái chuẩn bị ra ha. Thì mình lộ, tức là đây từ cái ý nghĩa nó là lần đầu tiên mình nhập thiền cảnh lần đầu tiên, là nếu mà nói theo ý nghĩa này chúng ta phải hiểu rằng đây là cái lộ này là người thường hay là người lần đầu tiên biết thiền cảnh là đắc cảnh, vậy là thì coi như là đắc sơ thiền, đắc sơ thiền lần đầu tiên nhưng mà cũng đắc sơ đầu tiên, nhưng mà đắc nhị thiền cũng là lần đắc tam thiền tứ thiền ngũ thiền cũng là lần đầu tiên, hay mỗi lần đầu tiên hết thì hay cái nào cũng lần đầu tiên. Nhưng mà thực sự nếu mà đúng thì nó lần đầu tiên biết cảnh thiền thì phải là lần sơ thiền thôi nhưng mà cái một lần đầu tiên thì cũng đi á, không có gì mà sai trái. Rồi bây giờ cái lộ trình tâm này thì diễn tiến như rồi chúng ta cái sắc na tâm sanh khởi như vậy. Thì bây giờ mấy sắc na này cái thiền này nó khác với lại cái lộ tâm thường thông thường nha quý vị. Thì sắc na chúng ta có mấy? Có sáu, sáu chuẩn bị hành tứ bậc thiền ba bốn năm rồi kháng y môn là sáu thì như vậy là sắc na có sáu đối với người có sáu đối với người độn căn thì như vậy mình được ghi là chắc có sáu bản hoặc là độn căn, nhưng mà lợi căn thì có năm bỏ chuẩn bị ra thì nói thì nó ghi cách nào ghi cho nó rõ ràng không? Sắc na sáu độn căn đúng rồi, năm là căn đó là sắc na. Thứ tâm và ghi tổng quát nha, ghi tổng quát trước nha. Thứ tâm có 27, ta cho mình biết là thứ tâm nói chung là có 20. Kháng y môn là một nè, bốn thiện dục giới hợp trí là năm nè, bốn di tác dục giới hợp trí là chín nè, rồi chín thiện đáo đại, chín thiện đáo đại là nhiều 18, vậy là 9 di tác đó lại là 27. Rồi ghi ra ha, thứ tâm có 27 ha. Kháng y môn nè, 4 thiện dục giới hợp trí. Rồi thiền là phải hợp trí nha, vậy chứ không thể ly trí được ha. Rồi bỏ 4 cái ly trí ra. 4 thiện trí, 4 di tác dục giới hợp trí. Rồi dành cho bậc A La Hán tu đắc thiền ha. 4 di tác dục giới hợp trí. Chính thiện đáo đại, thiện sắc giới năm gì đó, năm thiện sắc giới, năm thiện bốn thiện nói lộn xộn,
năm thiện sắc giới và bốn thiện vô sắc giới là chín. Rồi chín di tác dục giới cũng vậy, năm di tác sắc giới và bốn di tác vô sắc giới. Như vậy là mình có được 27 thứ tâm. Nói theo cách tổng quát, tức là nói chung, nếu mà nói theo, bây giờ phải ghi lại đi, ghi lại cái đó đàng hoàng trước kia là cho nó vô đàng hoàng. Chỗ này thường thường sách là người ta chỉ nói chung vậy đó ha, giờ mình học là mình phải chịu khó động não mình tách riêng ra cho nó rõ ràng ha. Bây giờ thứ tâm mình có như là tổng quát là 27 đều sắp xa sắp rồi ra coi cho nó gọn gàng. Được chưa? Ghi lại là thứ tâm có 27, tâm có 27, tính tổng quát rồi mới ghi một loạt loại tâm ra, có 27 tính tổng quát, hay là tính tổng quát có 27 rồi mới ghi một loạt loại tâm ra, những loại tâm ra, ghi lại nó đi để cho rõ ràng chứ. Rồi, ghi một loạt đó ra. Imon. Rồi. Bốn thiền dụng với hợp tế. Bốn gì đó với hợp tế. Chính thiện đó. Di tác tạo đại. Rồi đúng rồi, rồi như vậy là mình tính tổng quát có được 7. Phải tính theo từng thiền, tính theo từng thiền, tính theo từng thiền. Rồi lấy sơ thiền làm chuẩn ha. Sơ thiền trước đi, sơ thiền có bao nhiêu loại tâm nè? Kháng y môn là đúng không? Kháng y môn có, ok, kháng y môn có đúng không? Rồi giờ tới bốn thiện dục giới hợp trí nè, thì nó có đủ giới hợp trí không quý vị? Alo, bốn thiện dục giới hợp trí có không? Chị hiểu mấy hàng bốn thí. Cái hai thiện dục hợp trí thọ hỷ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cận hành lượng thứ bỏ bực. Thiền sơ sắc giới là phải thuộc về hỷ. Hỷ lạc định. Sơ thiền có hỷ đâu. Mà muốn có cái đắc thỉ thì những cái đi trước là phải hỷ luôn, chứ không thể là xả được. Cho nên chuẩn bị cận hành tận thứ bảo vật phải là tâm thiện hợp trí. Đó là mình phải nắm rõ vậy. Thì như vậy là có hai
thiện dục giới hợp trí thọ hỷ, hoặc là ghi ra đó là hai thiện dục giới hợp trí hỷ đi cũng được, hay là thọ hỷ cũng được, hai thiện dục giới thọ hợp trí thọ hỷ rồi nếu mà hạng này hai thọ hỷ hợp trí thì giờ bốn cái di tác dục giới thì cũng là còn có hai thì cũng có hai di tác dục giới hợp trí. Rồi bây giờ tới đáo đại nè, chính thiện chính di tác đáo đại này giờ lấy ra còn nhiêu cái gì, còn bao nhiêu? Còn hai là xả thuốc, còn hai tức là hai, tức là một là sơ thiện, thiện sơ thiện hay sơ thiện là có hai đó thôi, còn cái chính này là gom hết luôn chung ha, nhưng mà thực sự có hai thôi, nếu lấy sơ thiện thì có hai là thiện sơ thiện hoặc là di tác sơ thiện, thì như vậy có hai thì tổng số mình có nhiều, tính lại tổng số còn có nhiều. Bảy thôi, đúng rồi, cái môn 1, 2, 3, 7. Rồi như vậy thứ tâm tính sơ thiền ha, thì nãy mình thiền. Rồi, chiều ghi lại ha. Hiểu không quý vị? Hiểu không? Alo, hiểu không? Cho biết cái bông đi. Đang bối rối à. À, ghi lại đều ghi lại hết rồi sẽ thấy ha. Tuấn hiểu không? Tuấn Bến Tre này, nghỉ mấy bữa vô lại có bơi không đây? Alo. Tuấn đã mất rồi. Đạm. Thì bây giờ chuẩn bị cận hành Phật thiền. Thiền đắc sơ thì đắc sơ thiền thì cái chuẩn bị cận hành tượng thứ bỏ bực này nó cũng phải là thuộc về hỷ thọ, hỷ thọ tức là những cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí là thuộc về hỷ, rồi thiền sơ thiền là tầm tứ hỷ, nó có hỷ đó thì như vậy là nguyên một nhóm động phải là hỷ hết chứ nó không thể là xả, cho nên chỉ lấy được cái hai tâm thiện dục giới thọ hỷ hợp trí và hai di tác dục giới thọ hỷ hợp trí, đúng không? Chỗ này là chỉ lấy ra hai, nếu mà sơ thiền thì chỉ còn có hai đó thôi, rồi đáo đại như vậy chỉ sơ thiền thôi thì chỉ lấy một cái sơ thiền thiện với một cái sơ thiền di tác là hai, thì như vậy chúng ta tổng số là mình chỉ còn có bảy thôi, đúng không? Cái môn là không cái gì phải thắc mắc không, cái môn ha, rồi hai thọ hỷ hợp trí thiện, hai di tác là 4, hai đó lại là 6, một cái mô ấy thì về tư tâm và tính theo sơ thiền thì mình có nhiều, tổng cộng có 7. Rồi nhị thiền thì sao có gì? Nhị thiền có mấy? Nhị thiền. Đúng rồi, vậy cũng vậy thôi, bỏ cái mấy gì hết, lấy nhị thiền thôi, vậy thôi. Rồi tam thiền vậy đúng không, tam thiền cũng vậy đúng không, yes, rồi tứ thiền sao giống không, cũng vậy luôn, ok, rồi ngủ thiền cũng đúng không, ngủ thiền cũng vậy luôn, hay là đi ngủ luôn. Ngủ thiền sao đây? Ok,
Rồi, ngũ thiền nha, cái ngũ thiền là thọ xả nha quý vị. Ngũ thiền thọ xả thì những cái đầu là phải thọ xả luôn. Thì như vậy bốn thiện dục hợp trí phải là xả thọ. Bốn di tác cũng vậy phải là xả thọ. À, thì như vậy là mình lấy ra còn hai, là bốn không? Đúng chưa? Là bảy nhưng mà đổi lại là dục giới xả thọ, di tác xả thọ. Hai di tác, hai thiện dục giới hợp trí mà xả và ngũ thiện nha, ngũ thiện khác nha. Bốn di tác dục giới hợp trí về xả thọ. Đó là còn hai hai, lấy hai hai ha. Hai di tác dục giới hợp trí xả thọ luôn. Bốn hai thiện dục hợp trí của xã thọ luôn. Rồi thiện về lão đại thì lấy ngũ thiền ha. Thì vậy cũng có bảy. Nhưng mà ngũ thiền khác chút xíu nha quý vị, để ý lại ngũ thiền chỗ lão đại thì có thêm được gì không. Ngũ thiền đáo đại, ngũ thiền đáo đại. Alo. Có gì đặc biệt không? Đúng rồi, ngũ thiền vô sắc luôn. Và cộng cái nữa. Cộng thêm mấy nữa. Rồi đúng rồi, cộng thêm 8, 4 thiền, 4 thiền thiện vô sắc và 4 di tác vô sắc. Không có tính quả đâu nha vị, chỉ tới thiền thôi nha. Thiện giờ di tác cộng thêm 8 đó nữa thì giờ mình tổng số là bao nhiêu, ghi ra lại là rõ ràng rồi. Cái nghi môn là 1 nè, 2 thiện hợp trí nè, xả 2 nè. Rồi 2 di tác dục giới hợp trí xã là với một năm ha, năm là hai cái sắc giới là ngũ thiền sắc giới là bảy với lại cộng 8 cái gì đó 15. Rồi như vậy tổng cộng 15. Rồi ghi lại đều. Giờ ghi lại nguyên cái nhóm đi. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, nếu đều gom là được thành một cái bảng, một cái nhóm chung, cái tổng quát cho tới cái chi tiết đó. Nói chung một cái group luôn thì dễ thấy hơn ha. Hiểu không quý vị ơi? Nắm được quý vị nào có nắm được cho biết đi, cho cái bông lên đi. Châu Nguyễn Cà Phê Thuyền Ananda Đông Triều Hà Hồng Mai Kim Nhung Lười Thiện Thủ Phúng, hiểu không? Sợ sợ. Này, tính cà phê cơm tấm không? Rồi xong luôn. Đó là khóc. Đi thề.
đại thiện, cái đại 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 diện này ha. Thì cũng khổ quá luôn. Thì yên lát cũng cái đây đúng ra chỉ cho học tổng quát sơ thôi ha, nhưng mà thôi cho chi tiết luôn cho nó rõ để quý vị nắm được chính xác. Rồi nhức đầu giống nha, chịu khó nhức đầu chút qua được cái này mình khỏe. Hai đại điện luôn, tới ngủ thiền tới hai đại điện luôn, lên tới đại điện luôn. Rồi đúng rồi, rồi như vậy là chúng ta được tổng quát như vậy chi tiết của loại tâm à, nắm được không vậy ha, nắm được ha, rồi cho biết cái gì nào giờ cho bông lên cho biết rồi sao lại tại vì cái này mấy cái căn bản đầu tiên là bản nêu chi pháp là mình phải thuộc phải nhớ hết, nói tới là mình phải biết bao nhiêu tâm nằm đó liền, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là hợp trí lý trí gì nắm được hết, không có gì đó cái đâu lọt ra được. Thì thế là đạo quả là siêu này cái được chưa, rồi chẳng có mấy đây. Chắc là có sáu chặn chúng ta có hai đơn giản gì có hai thôi, cả nghi môn lại cái môn động lắc cũng động tóc có hai người có năm à, một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả, người có năm một phàm tam nhân cộng bốn thánh quả. Phàm tam nhân cộng bốn thánh quả, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có đầy đủ đúng không? Phàm tam nhân là phàm tam nhân thì mình biết phải không? Vẫn thể tu đắc thêm được như thế. Rồi như bậc thánh cũng vẫn tu thiền đắc thêm được như thế. Một phàm tam nhân nhiều bốn thánh quả. Rồi cõi thì trừ cõi vô tưởng ra chỉ là bốn cõi khổ ra. Thì mình còn là 26 cõi. Cõi 26 trừ vô tưởng là 4 cõi. Rồi, nói chung chung vậy ha. Rồi xuống dòng ghi chú, ghi chú hai chấm. Người độn căn có 6 sắc na, người lợi căn 5 sắc na. À, tính từ kháng y môn ha, người độn căn có 6, người lợi căn có 5. Rồi, xuống dòng. Người độn căn tục sinh với tâm hợp trí hữu thọ hữu trợ là sorry, người độn căn tục sinh với tâm hợp trí mà phải hữu trợ mới là người độn căn.
tục sinh với tâm, hợp thí hữu trợ. Người lợi căn tục sinh với tâm, hợp thí vô trợ. Các bạn quý vị học có biết ha, này phải nói là tâm quả ha, tâm quả tục sinh nha. Nói mình học rồi là bây giờ mình nói tắt nha. Thì đó là tục sinh với tâm quả hợp trí hữu trợ, tâm quả hợp trí vô trợ. Được chưa? Có thể thêm chữ quả vậy đi cho nó khỏi lộn xộn thôi nha. Nhiều khi viết tắt cái này hiểu lầm cái cũng kẹt. Người lộn căn tục sinh với tâm quả, tâm quả thiện nha, tâm quả thiện đi, ghi đủ luôn đi. Người tục sinh với tâm quả thiện hợp trí vô trợ, người lợi căn tục sinh với tâm quả hợp trí hữu trợ, lộn căn hữu trợ lợi căn vô trợ. Rồi ghi đủ gì đi cho nó rõ ràng đi, tắt tắt nhiều khi mình học rồi người ta không học và đọc nó. Rồi ha. Rồi bây giờ chuẩn bị hai chấm. Chuẩn bị hai chấm. Sát na tâm bị tiến tới một trạng cao hơn. Mở ngoặc tâm thiền đóng ngoặc lại. Sát na tâm chuẩn bị tiến tới một trạng thái tâm cao hơn, mở ngoặc tâm thiền đóng ngoặc lại. Tức là cái sát na tâm chuẩn bị nữa, gọi là sát tâm chuẩn bị, nó chuẩn bị nó đi lên, đi tiến tới một cái trạng thái của về thiền định ha, cao hơn cái tâm bình thường. Vì như vậy được gọi là sát na chuẩn bị, nên là chuẩn bị hai chấm là vậy đó không. Rồi cận hành hai chấm. Sát na tâm đạt đến sát thiền, sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền. À, tức là cận hành nó đi đáng, càng ngày càng gần với cái tâm đắc thiền hơn. Rồi thuận thứ hai chấm. Hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Thuận thứ và hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Ví dụ như cận hành, chuẩn bị cận hành, người ta thuận thứ là nó hợp với những cái sát na trước, tức là những cái sát na, ví dụ như cận hành hợp với cái đó cùng với nội tâm, và nó thuận với cái sát na là đi tiến tới luôn, phù hợp để mà nó thành tựu thiền luôn. Còn nếu nó không hợp, không thuận thì không thể có được. Tức là hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Rồi, bỏ bực hai chấm. Sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền. Sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền. Bỏ bực tức là bỏ cái trạng thái dục giới để vô cái thiền sắc giới. Sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để bước vào tâm thiền. Rồi bỏ bực ha. Bốn cái này chuẩn bị cận hành, thứ bỏ bực là cái nghĩa nó được trình bày như vậy. Rồi thiền hai chấm. Thiền sát na tâm an trú trong một đề mục, phải thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời. Sát na tâm an trú trong đề mục, phải thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời. Mở ngoặc tính theo phàm tam nhân đóng ngoặc lại. Rồi tức là cái sát na thiền, thiền á gọi là cái sát na tâm an trú trong một đề mục, tức là thiền này thuộc về, tức là an trú một đề mục duy nhất, tức là một cái điểm duy nhất ha. Rồi thiêu đốt các phiền não tạm thời. Nhưng mà nếu thiêu đốt các phiền não tạm thời này chỉ tính theo phàm tam nhân thôi nha quý vị.
còn bậc thánh thì người ta đã thi lớp rồi ha, là bậc thánh tính khác, không có tính theo cái ý này nữa. Rồi, cho nên đó là cái sát na thiền. Rồi xuống dòng đối tượng của sát na thiền là quan tướng chế định. Đối tượng của sát na thiền là quan tướng chế định, à, tức là cái đối tượng của cái sát na là quan tướng, như lấy là một đất kia. Mới đầu là sơ tướng, mình tu thiền thì nó hiện lên quan tướng, từ quan tướng nó mới đi vô đắc thiền được. Thì cái đối tượng của cái sự đắc thiền này phải là quan tướng chế định. Muốn kỹ coi là cái bài hạ học ha. Rồi xuống dòng tên sát na thiền là động lực an chỉ. Tên sát na thiền là động lực an chỉ. An chỉ là định đó, là tên sát na thiền là động lực an chỉ. Copy cái gì lên vô luôn. Đó là an chỉ đó. À, samma thì chắc là và cái sát na thuộc về chắc ná mà nó an chỉ, tức là nó định nó sát na nó định một đó là ấp ba na sa thí, sa ma thí là ấp ba na sa ma thí chắc ná động lực, động lực an chỉ. Rồi sau an chỉ hộ kiếp sinh trở lại, sinh trở lại. Sao an chỉ tiếp okay. Lộ tâm liền kề an chỉ kế tiếp, hộ tâm liền kề an chỉ kế tiếp hộ kiếp. Tâm liền kề an chỉ tiếp là ý với động lực thiện thức chi thiền, ý với động lực thiện hợp trí thiền, tái hiện nhiều lượt rồi diệt cách thích ứng, tái hiện nhiều lượt rồi diệt một cách thích ứng. Lộ ý với động lực hợp trí phản kháng chi thiền, tái hiện nhiều lượt rồi diệt một. Tức là đây do mình biết cái lộ tâm này, cái tâm an chỉ, tức là khi mà đắc thiền rồi đó thì là lộ tâm phản kháng chi thiền, thì ta lại lên một phản kháng để nhìn lại cái đó. Đó là lộ ý động lực hợp trí, lộ ý là động lực thiền hợp trí ha. Rồi xuống dòng từ sơ thiền đến, từ sơ thiền đến tứ thiền thì chuẩn bị bậc là thọ hiện. Từ sơ thiền đến tứ thiền thì các động lực chuẩn bị vận hành những thứ ba bậc là thọ hỷ. À thọ hỷ, à tức là từ sơ thiền đến tứ thiền, à, là động lực là phải là thọ hỷ. Từ nguồn sắc giới đến thiền vô sắc giới thì động lực là thọ xả. Mình ghi chú là hết cho nó rõ ràng ha. Từ ngũ thiền sắc giới đến thiền vô sắc giới thì động lực là thọ xả.
câu rất là nhấn mạnh ra, đóng đánh vô lộ đắc thiền, phải chỉ với năm sát động đốc, lộ đắc thiền, phải chỉ với năm sắc động tốc, chuẩn bị cần hành những thứ bỏ bực thiền ha, năm sắc động tốc. Còn nếu mà tính lợi căn độ căn thì mình bỏ bớt một cái thôi, tức là lộ đắc thiền chỉ với năm sắc na động đốc. Rồi tới đây ha, học đầy đủ ha. Rồi từ sau đây còn đoạn chót nè, đoạn khúc nữa mới hết ha. Giờ dài quá rồi, tới đây thi là mệt mỏi ha. Đầy đủ rồi, đủ đô rồi, tới đây là mệt rồi, đuối rồi. Rồi làm lại sao cho rõ ràng, rồi từ sau tiếp tục lại vừa phải lẽ. Rồi hôm nay thú cho bạn học được cái về lộ đắc thiền. Bây giờ mình học là mới thế nào đắc thiền, đắc thiền là sự diễn tiến của nó như thế nào. Bây giờ nắm được là hiểu được là ok đó, hiểu được ý đó, là hiểu được cái lộ trình đắc thiền. Mình hiểu được rồi mình mới tu thiền được, chứ không hiểu sao tu, hiểu được diễn tiến nó như thế nào nào đó. Thì khi mình tu mình mới biết mình đang ở đâu. Rồi, vậy là do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trời thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thái. Pa tu sap pa mang ra lang ra khan tu sap pa de va ta sap pa bút ta nu pha ve na ta sa ti pa wan tu te. Pa tu sap pa mang ra lang ra khan tu sap pa de va ta sap pa tham ma ve na sa la sa ti pa wan tu te. Pa tu sap pa mang ra lang rắc sắp sắp sáng ca nụ pha quê thi hoàn tư tê. Hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do đức của giáo pháp, do nhờ quay đức chư Tăng, các sự thành lượng đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Một hai ạ, năm một năm một năm một sáng ngày. Rồi xin mời MC lên hỏi. Xin mời cả lớp hồi hướng sau khi nghe Phật. Bát thí đà na ga tha gia đi quá ta sanh thí thiên hà ra hòa si ni về các bồ thí ca về ta hình tay ta ma ma na nghe na hoàn tu bồ chi ta so đề đề ma quy hà ra ma đề Tham mô tham gia về tham mát đại hiệu bút hình sa ba tham mà rí giác ba hoa tình sĩ lạc cầm mộng ca tâm phạm nê ná quá trà má ná sa lý á sê sư ca tạng
Asamino Athi Ye Cha Sata Asamino Katatam Nha Khoa La Mẹ Nam Sát Vệ Adi Hoa Tu Tê Ye Tam Katatam Nhi Ta Dinh Nam Nha Khoa La Mã Dạ Ye Cha Tha Na Cha Na Thế Tỷ Bà Đánh Tò Nhi Vui Lê Đã Dùng Sát Vệ Lô Kham Nhi Ye Cha Sata Tạm Ta Ha Dạ Nhi Sa cấu sa cấu sa cấu